nghiệp và quả của nghiệp. Một nghiệp là gì? Trong phần Chakrani Bata, kinh Nibbādi Kassuta, kinh Tăng chi, Đức Phật dạy tác ý Chetana là nghiệp. Tác ý thiện ác phát sinh trước, nghiệp thiện ác phát sinh sau qua thân khẩu ý. Mỗi ngày đang sống, ta phải chịu nghiệp cũ chi phối và tạo nghiệp mới liên tục. Chỉ có các bậc giác ngộ rút ráo à là hắn trở lên, sống bằng tâm duy tác, không còn chấp thiền ác, mới không tạo nghiệp mới. 2. Tính chất của nghiệp Ác nghiệp nặng ngăn cản ác nghiệp nhẹ Ác nghiệp nặng cực ác nghiệp hay gần nhất ác cần tưởng nghiệp ngăn cản các ác nghiệp nhẹ để ưu tiên cho quả ngay lúc tái sinh và sau khi tái sinh. Còn các ác nghiệp nhẹ hỗ trợ tăng quả khổ ở kiếp sau. Ác nghiệp nặng ngăn cản các thiện nghiệp. Trước kia có người đã từng tạo nhiều thiện nghiệp, bố thí, trì giới, hành thiền, nhưng về sau lại tạo cực ác nghiệp, nên sau khi chết chắc chắn phải đọa địa ngục A-vi-chi, dù giảng ví như kỳ khưu devadatta dù đã tu chứng bát thiện ngũ thông nhưng về sau chia rẽ tăng đoàn còn xô đá ám sát đức phật làm chân của đức phật chảy máu nên ông mới bị đọa vào địa ngục vô gián tương tự có người cả đời làm nhiều thiện nghiệp nhưng lúc chết lại khởi tâm bất an lo lắng sợ hãi hối hận luyến tiếc tạo thành ác cần tử nghiệp nên sau khi chết tái sinh vào cõi khổ ví như hoàng hậu malika dù tạo nhiều phước báo nhưng lúc hấp hối lại có tâm hối hận vì một lỗi lầm nhỏ nên sinh vào địa ngục bảy ngày rồi mới sinh lên cõi trời hưởng phước vậy ác nghiệp nặng nhất cực ác nghiệp hay gần nhất ác cận tử nghiệp ngăn cản các thiện nghiệp để ưu tiên cho quả ngay lúc tái sinh và sau khi tái sinh. Thiện nghiệp ngăn cản ác nghiệp. Trước kia có người đã tạo mọi ác nghiệp, ngoại trừ cực ác nghiệp và tà kiến cố định, không tin nghiệp báo. Nhưng về sau gặp bậc thiền trí, quy y và tin tưởng nơi Tam Bảo, rồi nghe chánh pháp, tin luật nghiệp báo nên từ bỏ các ác nghiệp, tinh tấn tu tập tạo mọi thiện pháp. Nên khi chết với tâm an ổn, người ấy sẽ sinh vào cõi lành. Ví như Ngài Angulimala, trước kia là tên cướp sát nhân, gần ngàn người để các ngón tay làm sâu chuỗi đeo cổ. Sau khi được Đức Phật tế độ, Ngài cố gắng tu tập, đạt thánh quả A-la-hán, rồi địch diệt niết bàn. Như vậy, thiện nghiệp ngăn cản các ác nghiệp để ưu tiên cho quả lành đặc biệt là thiền nghiệp siêu tam giới, đắc quả vị Phật, a à la hán sẽ ngăn cản mọi ác nghiệp lẫn thiền nghiệp cho quả sau khi vì đó bỏ thân, nhập diệt Niết Bạc. Thiền nghiệp lớn ngăn cản thiền nghiệp nhỏ Có người đã tạo nhiều thiền nghiệp, trong đó thiền nghiệp nào lớn nhất sẽ ưu tiên cho quả ngay lúc tái sinh kiếp sau và sau khi tái sinh còn các thiện nghiệp nhỏ khác sẽ hỗ trợ tăng quả lành trong kiếp sau. ví như vị nào là người tam nhân, có ba nhân, vô tham, vô sân, vô si, thực hành thiền định chứng đắc tứ thiền vô sắc giới, ngay khi chết nếu vẫn giữ được tâm thiền này, vị ấy chắc chắn sẽ sinh làm phạm thiên, ở cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. còn ba bậc thiền vô sắc thấp hơn trở thành vô hiệu nghiệp. Tóm lại, nghiệp thiện hay ác do mỗi người có quyền chọn tạo nghiệp tùy mình. Nghiệp là của riêng mình thật sự. Ngoài nghiệp ra, không có thứ gì thuộc về mình. Nếu biết hổ thẹn và gây sợ tội lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tự trọng, chúng ta có quyền lựa chọn tránh xa ác nghiệp, tạo nhiều thiền nghiệp. Trong các loại thiền nghiệp, chúng ta nên tạo thiền nghiệp bậc cao, theo khả năng của mình, bố thí, giữ giới, hành thiền để tăng trưởng hạnh phúc thế gian và tâm linh. 3. Tính chất quả của nghiệp Chúng ta có phải nhận tất cả những nghiệp đã gieo không? Không nhất thiết và như thế. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy, nếu có ai cho rằng con người phải nhận tất cả quả báo từ các hành động trong quá khứ thì không thể có đời sống đạo đức và con người cũng không thể có cơ hội tận diệt phiền não. Nhưng nếu nói rằng quả báo phải tương xứng với nghiệp đã gieo, thì chắc chắn có đời sống đạo đức và con người sẽ có thể dập tắt phiền não. Nếu phải trả quả cho tất cả nghiệp quá khứ, thì chúng sinh phải chịu đau khổ vĩnh viễn mà không có ngày giải thoát. Theo Phật giáo, có thể chuyển quá nghiệp nên người xấu xa độc ác nhất cũng có thể cố gắng trở nên đạo đức thánh thiện chỉ khi nghiệp thiện ác nào đủ duyên trổ quả thì chủ nhân của nghiệp ấy mới chịu quả tương ứng như người thừa kế quả của nghiệp thiện ác không chỉ ảnh hưởng trực tiếp cho chủ nhân ấy mà còn gián tiếp tác động đến những người gần gũi với họ cộng nghiệp công thức luật nhân quả nghiệp báo phương pháp tránh bớt quả khổ tăng trưởng quả phúc nhân quá khứ cộng duyên hiện tại bằng quả hiện tại nhân thiện cộng đủ duyên lành bằng quả hạnh phúc nhân ác cộng đủ duyên xấu bằng quả khổ đau dựa vào công thức này chúng ta thấy nhân chỉ trổ ra quả khi đủ duyên, nên có nhân chưa chắc có quả. Nhân chính là nghiệp thiện ác trong quá khứ mà mình đã tạo. Duyên gồm có ngoài duyên và nội duyên. Ngoài duyên là hoàn cảnh bên ngoài, phần lớn do nghiệp cũ sắp xếp khiến mình phải gặp thiên thời địa lợi. Còn nội duyên chính là thái độ, suy nghĩ, lời nói và hành động của bản thân nếu một người thường xuyên có thái độ tiêu cực tạo nhiều ác nghiệp qua thân khẩu ý thì đây là duyên xấu dễ tác động để quả khổ bệnh tật tai nạn thất bại đến với họ ngược lại nếu chúng ta thường xuyên có thái độ tích cực lạc quan biết tu tập tạo nhiều thiền pháp thì đây là duyên lành dễ tác động để quả lành hạnh phúc may mắn thành công đến với mình cho nên chúng ta mới có thể chuyển hóa nghiệp lực của mình, hạn chế quả khổ, tăng trưởng quả lành bằng cách tu tập bỏ ác, làm thiện và tu tâm dưỡng tánh. Khi ấy, những nguyện cầu của mình sẽ được thành tựu theo ý nguyện tương xứng phước báo mình đã tạo. Người đã tạo phước thì mới hưởng được phước, chứ không phải cầu xin một chiều từ thần thánh nên rất đúng theo luật nhân quả nghiệp báo. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên nguyện cầu những điều cần thiết để hỗ trợ thuận lợi cho cuộc sống cũng như trong quá trình tu tập như thân an, tâm sáng, đủ duyên gặp minh sư, chánh pháp để chuyên tu giác ngộ giải thoát. Bởi vì nếu chúng ta cứ nguyện cầu để thỏa mãn dục lạc trần gian, phước hữu lậu thì tâm mình sẽ tăng trưởng tâm tham, phước báo tổn giảm và sẽ gây chướng ngại nhiều trên đường đạo. Hãy hướng tất cả các phước báo về việc tu học giải thoát Niết Bạc, phước vô lậu, để thoát khỏi mọi khổ đau thật sự, nhất là thoát khỏi luân hồi sinh tử trong tam giới. Nghiệp cho quả theo thời gian Theo vi diệu pháp, khi tâm tiếp xúc với ngoại cảnh. Nếu tác hành tâm có đủ bảy sát na tâm tạo nghiệp, thì nghiệp cho quả như sau. A à nhỏ, hiện báo nghiệp. Đây là nghiệp có thể cho quả trong kiếp này, khi tác ý tâm sở đồng sinh với tác hành tâm thứ nhất. Nếu không đủ duyên, hiện báo nghiệp sẽ vô hiệu. Khi đủ duyên, nghiệp thiện ác cho quả sướng khổ ngay trong kiếp này. Lúc sáu giác quan tiếp xúc với sắc, thanh, mùi, vị, xúc, pháp. B nhỏ Sinh báo nghiệp Đây là nghiệp có thể cho quả tái sinh kiếp sau, hay sau khi tái sinh. Khi tác ý tâm sở đồng sinh với tác hành tâm thứ bảy. Vì trong bảy sát na của tác hành tâm, sát na thứ bảy đóng vai trò chính để tạo nghiệp nên có năng lực cho quả nghiệp mạnh hơn sáu sát na đầu. Vì vậy, tác ý tâm sở đồng sinh với tác hành tâm thứ bảy tạo nghiệp cho quả tái sinh ngay khi chết, cần tử nghiệp. Trong lộ trình tâm cần tử, các tâm sinh diệt tuần tự đến tâm tử diệt, chết, kết thúc kiếp này. Liền tiếp theo, thức tái sinh khởi lên rồi diệt. Một sát na tâm, bắt đầu kiếp mới, Tiếp theo là tâm hộ kiếp bảo hộ, giữ gìn mạng sống chúng sinh suốt kiếp hiện tại. Tâm hộ kiếp đầu tiên là tâm tái sinh. Tâm hộ kiếp cuối cùng là tâm tử. Vậy, tâm hộ kiếp kiếp này hoàn toàn khác tâm hộ kiếp kiếp trước, nên không có một linh hồn thường hằng. Trong tất cả mọi nghiệp thiền ác, chỉ có cực ác nghiệp, tà kiến cố định và ngũ nghịch đại tội chắc chắn cho quả tái sinh ở đại địa ngục Avici. Còn các nghiệp khác khi đủ duyên mới cho quả tái sinh kiếp sau, hay sau khi đã tái sinh. Còn nếu không thì xin báo nghiệp vô hiệu. Xe nhỏ hậu báo nghiệp. Đây là nghiệp có thể trổ quả từ kiếp thứ ba, trừ kiếp hiện tại và kiếp sau cho đến kiếp chót của vị a la hán trước khi nhập niết bàn khi tác ý tâm sở đồng sinh với năm tác hành tâm tạo nghiệp từ thứ hai đến thứ sáu cho nên mỗi chúng sinh nếu còn tồn tại trong tam giới thì hầu báo nghiệp vẫn còn hiệu lực ngay cả các bậc thánh còn thân ngũ quẩn bởi vì dù cho các vị thánh a la hán phật độc giác phật toàn giác không còn tạo nghiệp thiện ác mới, vì sống bằng tâm duy tác. Nhưng mọi nghiệp cũ khi đủ duyên sẽ cho quả trong kiếp cuối này. Chỉ khi nào các ngài nhập diệt mới thoát khỏi ảnh hưởng của hậu báo nghiệp. Tóm lại, một người tạo một nghiệp thiền ác, nếu tác hành tâm tạo nghiệp đủ bảy sát na, sẽ chịu quả báo sướng khổ khi đủ duyên trong ba thời kỳ kiếp hiện tại, kiếp sau và các kiếp khác cho đến khi tịch diệt Niết Bàn. 4. Nghiệp chi phối chúng sinh trong tam giới Cõi dục giới Có 11 cõi, 4 cõi ác, 7 cõi lành. Vì còn dính mắc vào ngũ dục, danh tiếng, tài sản, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ hay sắc đẹp, thanh hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm dễ chịu, nên chúng sinh tái sinh vào cõi dục giới. Nếu đam mê dục lạc mà tạo nhiều ác nghiệp, làm khổ mình, khổ người, thì tùy theo tội nghiệp mà sau khi chết, chúng sinh có thể bị đọa vào một trong bốn cảnh khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, quỷ thần. Ngược lại, dù còn ham thích hưởng thụ dục lạc, nhưng biết tu tập, làm nhiều thiền pháp, thì tùy theo phước báo mà sau khi chết, chúng sinh có thể tái sinh vào một trong bảy cõi lành dục giới. Người, tứ thiên vương, đau lợi thiên, và ma thiên, đau suốt thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tài thiên. Cõi sắc giới Có 16 cõi phạm thiên. Những vị nào sống ly dục, ưa thích trạng thái an lạc của thiền định, tu tập chứng đắc một trong các tầng thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngay lúc chết, giữ được tâm thiền, vì ấy được tái sinh vào một trong 16 cõi sắc giới phạm thiên tương ứng. Cõi vô sắc giới Có bốn cõi phạm thiên cao nhất. Những vị nào sống ly dục đã chứng các tầng thiền sắc giới không dính mắc vào chúng mà tiếp tục tu tập chứng đắc một trong các tầng thiền vô sắc giới không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ ngay lúc chết giữ được tâm thiền vì ấy được tái sinh vào một trong bốn cõi vô sắc phạm thiên tương ứng chư phạm thiên dù ở tầng trời cao nhất nhưng khi hết tuổi thọ các vị cũng phải tái sinh sang các cõi khác tùy theo thiện nghiệp của mình nếu vị nào vừa hưởng lạc ở cõi ấy vừa tiếp tục hành thiền định và chứng đắc bậc thiền nào thì khi chết sẽ sinh ở cõi trời tương ứng ở tầng thiền ấy nếu vị nào không đắc thêm bậc thiền nào thì khi chết sẽ sinh ở cõi người hay cõi dục thiên tái sinh vào các cõi cao thấp là tùy vào nghiệp thiện ác của chúng sinh đó. Thiện nghiệp tạo ra càng lớn, chúng sinh tái sinh vào cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng lâu nhưng vẫn còn chịu khổ đau bởi sự chi phối của nghiệp lực và luân hồi sinh tử. Tu tập thoát khỏi sự tái sinh trong tam giới. Một chúng sinh muốn thật sự hạnh phúc, thoát khỏi mọi khổ đau về thân lẫn tâm thì không gì khác hơn là phải tu tập theo giới, định, tuệ, bác chánh đạo để tận diệt mọi ác tâm, dứt bỏ mọi dính mắt vào cõi dục, sắc hay vô sắc giới. Chỉ khi nào hành giả tu tập thiền tuệ, chứng ngộ thánh quả, nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán mới có trí tuệ thoát ra khỏi vòng luân hồi trong 31 cảnh giới. Do vậy, dù ở cõi người các vị thánh nhân mới thực sự đáng tôn kính, đáng được đảnh lễ, cúng dường và là phước điền vô lượng của chư thiên và nhân loại.